Xin chào các bạn, Brazil và Argentina là những người hàng xóm ở Nam Mỹ. Nhưng mà không phải lúc nào họ cũng là những người hàng xóm nhẹ nhàng của nhau, mà đôi khi lại rất ồn ào. Ồn ào theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở biên giới Argentina và Brazil có một nơi không bình yên như vậy. Đây không phải là nơi mà người dân hai nước lời qua tiếng lại với nhau. Cũng chẳng có một cuộc xung đột nào đang diễn ra cả. Đơn giản là nơi này nước chảy lúc nào cũng xiết, cũng mạnh mẽ, tiếng thác đổ át cả tiếng người. Và đây là câu chuyện về thác Iguazu, ranh giới tự nhiên giữa Brazil và Argentina. Tiếng nước đổ, tiếng thác gầm rú bên bờ Iguazu thậm chí có thể được nghe và cảm nhận từ cách xa 15 cho đến 20 km. Nhà thám hiểm người Tây Ban Nha huyền thoại Álvaro Núñez Cabrera de Vaca chính là người đã có công tìm ra ngọn thác rộng lớn này khi ông băng qua rừng già, tìm những con đường ở phía nam Brazil tới với những khu vực bây giờ là Paraguay và Argentina. Ông đã vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của thác Iguazu và con đường độc đạo đến với thác Iguazu bây giờ mới chỉ được làm trong thập niên 20 của thế kỷ trước, còn trước đó hoàn toàn không có đường trong hàng thế kỷ. Để tới với thác nước Iguazu, người ta phải băng qua những khu rừng già đầy nguy hiểm. Tất nhiên, trước thế kỷ 16 khi người Tây Ban Nha phát hiện ra thác nước Iguazu thì thác nước này vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ chảy xiết và nó giữ một vai trò cực kỳ quan trọng với đời sống tâm linh của những người bản địa. Vào năm 2011, thác Iguazu đã được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới thông qua một cuộc bỏ phiếu, trong đó có hơn 1 tỷ người tham gia. Trước đó thì UNESCO đã công nhận thác nước Iguazu là di sản thiên nhiên của nhân loại từ năm 1984. Những danh xưng này mang lại rất nhiều lợi ích cho thác nước Iguazu vì nó đã trở thành một điểm du lịch hút khách hàng đầu của Argentina cũng như Brazil, mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế của hai nước này. Nó cũng giúp cho người ta có ý thức hơn trong việc bảo vệ thác nước và ít nhất danh xưng đó cũng giúp chúng ta có video này về thác nước Iguazu. Iguazu thường được tôn sùng là thác nước ngoạn mục nhất thế giới. Nó nằm trên đường biên giới tự nhiên giữa Brazil và Argentina, cụ thể là bang Paraná của Brazil và tỉnh Misiones của Argentina. Đôi khi nó còn được gọi là khu vực ngã ba biên giới, dù thực tế khái niệm này là không đúng vì đường biên giới với Paraguay vẫn cách thác nước Iguazu vài km. Thác có chiều rộng là 2,7 km và có tổng cộng là 275 thác nước nhỏ riêng lẻ với độ cao dao động từ 60m cho đến 82m. Cái tên Iguazu được dịch theo ngôn ngữ của người bản địa, có nghĩa là nước lớn. Y là nước và Guazu là lớn. Để nói về nước lớn vĩ đại như thế nào, không có gì ngạc nhiên khi đệ nhất phu nhân Roosevelt, người vợ của vị tổng thống nổi tiếng nước Mỹ Roosevelt, đã thốt lên rằng tội nghiệp Niagara khi lần đầu tiên nhìn thấy thác Iguazu. Bởi vậy, thác Iguazu chắc chắn là một trong những kho báu ngoạn mục nhất của thế giới tự nhiên mà chúng ta đang có được. Và thác Niagara hoành tráng như vậy nhưng vẫn bị tội nghiệp thì mới hiểu thác Iguazu hoành tráng hơn đến nhường nào. Điều này có thể khó tin nhưng đó là sự thật. Thác Iguazu cao hơn và rộng gấp đôi so với thác Niagara ở Bắc Mỹ. Nó cũng có lưu lượng nước trung bình hàng năm cao nhất, cao hơn cả thác Niagara. Thác Iguazu cũng rộng hơn thác Victoria, mặc dù điều này thì không được nhiều người tán thành. Thác Victoria nằm ở biên giới giữa Zimbabwe và Zambia, bởi vì thác Victoria tạo thành một dải nước liên tục, còn thác Iguazu là chuỗi những thác nhỏ nằm cạnh nhau. Thác Iguazu bây giờ là một phần của công viên quốc gia bên phía Argentina và công viên quốc gia bên phía Brazil. Cả hai công viên quốc gia này đều có cách phát âm tương đồng với tên thác, đó là Iguazu. Và cả hai công viên quốc gia này cũng đều được công nhận là di sản thế giới. Dù thác nằm ở biên giới của cả hai quốc gia nhưng phần chia thì không đều. 80% thác thuộc biên giới của Argentina và 20% thuộc biên giới của Brazil. Tuy vậy, vượt thác từ bên này sang bên kia thì không mấy khó khăn. Và người ta vẫn thường nói rằng nếu ai muốn đến để mà quan sát thác bình thường, để mà ngắm cảnh thì đến với Brazil. Còn muốn đến để trải nghiệm một cách thực tế thì hãy đến với Argentina. Những sự khác biệt rất lớn khi cùng là thăm thác nước Iguazu, nhưng chúng ta cần phải lựa chọn đúng quốc gia theo sở thích và theo những gì mà mình mong muốn được trải nghiệm. Thác Iguazu rộng lớn là vậy, nhưng có một điểm cực kỳ nổi tiếng trên thác, một điểm mà ai đến đây cũng muốn đến thăm, đó là họng quỷ. Họng quỷ thực chất là một vách đá rộng lớn hình chữ U, đánh dấu biên giới giữa hai quốc gia. Nó thường được coi là điều ấn tượng nhất về thác Iguazu. Gọi là họng quỷ vì nó giống như họng của một con quỷ, trông rất đáng sợ. Khoảng một nửa lưu lượng của nước sông Iguazu tràn vào họng quỷ và nó tạo ra một khung cảnh hết sức hoành tráng. Với dòng nước chảy từ các phía khác nhau, du khách đứng đây thì có thể có một tầm nhìn lên đến 260 độ về thác nước.
nên Họng Quỷ là một điểm để ngắm thác Iguazu tuyệt vời nhất. Nếu mà đến vào buổi chiều thì lúc đó mặt trời sẽ xuất hiện ở trên thác, và nếu đến vào buổi sáng thì khung cảnh sẽ là ánh nắng chói chang rọi vào Họng Quỷ. Họng Quỷ có lưu lượng trung bình là 1.500 mét khối một giây, tức là đủ để lấp đầy 36 bể bơi Olympic chỉ trong 1 phút mà thôi, một lượng nước khổng lồ. Theo người dân địa phương thì sức mạnh của Họng Quỷ không chỉ nằm ở âm thanh sấm sét phát ra từ dòng nước khổng lồ hay hình ảnh tráng lệ của cầu vồng, mà còn ở khả năng thôi miên du khách. Người dân bản địa được khuyến cáo khách tham quan rằng nếu mà ở quá lâu thì họ có thể bị một nguồn năng lượng vô hình nào đó đẩy đến gần miệng thác, đẩy đến gần Họng Quỷ và cứ như thế ngã xuống dưới. Chẳng biết là thực hư của câu chuyện này như thế nào, nhưng đã có những du khách ngã xuống Họng Quỷ thật bởi vì họ mải mê với chiếc smartphone của mình, mải mê với công tác chụp ảnh sống ảo. Tại sao bỗng dưng lại có một thác nước tuyệt vời như vậy, bỗng dưng lại có một Họng Quỷ trông đáng sợ như vậy? Bởi vì thác Iguazu được hình thành do kết quả của một vụ phun trào núi lửa và nó để lại một vết nứt lớn như vậy. Đó là lý giải về góc độ khoa học, còn truyền thuyết của người dân da đỏ kể lại rằng đây là kết quả của một cơn ghen tuông thịnh nộ, và người tạo ra cơn ghen này đó là Thủy Thần. Tư truyền rằng Thủy Thần muốn cưới một cô vợ phàm trần xinh đẹp có tên là Nai Pi, nhưng mà cô gái này lại không chấp nhận, không muốn lấy thần, và cô đã chạy trốn cùng với người yêu của mình trên một chiếc thuyền độc mộc. Lúc đó thì dòng nước trong xanh yên bình vô cùng. Trong cơn giận dữ, Thủy Thần đã tạo ra một thác nước khổng lồ để chia cách đôi tình nhân và khiến họ mãi mãi không thể đến được với nhau. Câu chuyện tình yêu thì lâm ly bi đát, nhưng mà khung cảnh hết sức là đẹp. Một điều mà bạn sẽ dễ dàng nhận thấy khi mà nhìn những hình ảnh về thác nước Iguazu đó là hình ảnh của cầu vồng. Cầu vồng kỳ ảo là hình ảnh xuất hiện gần như là ở khắp mọi nơi xung quanh thác Iguazu. Điều này xuất phát từ sự kết hợp giữa lớp xương được tạo ra bởi nước và ánh nắng mặt trời. Đó là câu chuyện của bên trên dòng thác, những gì chúng ta nhìn thấy, còn bên dưới dòng thác thì có gì? Thác nước Iguazu có một dòng sông chảy, đó là sông Iguazu. Và đây là một tuyến đường thủy quan trọng tạo thành biên giới tự nhiên giữa Brazil và Argentina. Đây là nơi sinh sống của hơn 100 loài cá. Ngoài ra thì nó cũng kết nối với sông Paraná. Đây là con sông lớn thứ hai ở Nam Mỹ sau sông Amazon. Thác Iguazu cũng không chỉ là nơi sinh sống của các loài cá, mà còn có những loài động vật hoang dã khác, bao gồm cả báo đốm và chim. Có những con chim làm tổ đằng sau thác nước ở trên những vách đá rất ẩm ướt như vậy. Nhưng đó là một thiên đường để giúp chúng tránh xa những kẻ săn mồi. Vậy những con chim này về nhà mà cách nào? Thường thì chúng sẽ không chọn đi đường vòng mà lao thẳng vào những dải nước hẹp, những dải nước mỏng, từ đó đến cái tổ của mình một cách nhanh nhất có thể. Tùy theo mùa mà dòng nước của thác Iguazu sẽ chảy nhanh hay là chảy chậm, song tất cả đều tạo ra một cảnh sắc vô cùng tráng lệ. Điểm nổi bật của khu vực này đó là khí hậu cận nhiệt đới với mùa hè nóng bức và mùa đông ấm áp. Du khách có thể tham quan thác Iguazu vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Thông thường ở mùa hè là thời điểm nóng nhất trong năm và thường xuất hiện mưa. Đây cũng là mùa du lịch cao điểm ở thác Iguazu. Cuối cùng, chúng ta đã so sánh thác Iguazu với tháp Niagara rất nhiều. Nhưng thác Niagara là thác nào mà tại sao người Mỹ luôn mang nó là một tiêu chuẩn của một thác nước kỳ vĩ? Thì đây chính là thác nước lớn nhất ở Bắc Mỹ. Niagara là một trong những thác nước khổng lồ với 3 thác nước khác nhau hợp thành. 2 thác nằm ở địa phận của nước Mỹ và 1 thác khác thì nằm ở địa phận của Canada. Khi đến với thác Niagara thì khách du lịch đều được phát áo mưa và được khuyên mặc áo mưa, bởi vì thực sự áo mưa có tác dụng giữ ấm và khi tới gần thì sẽ cảm thấy đỡ lạnh cũng như đỡ bị ướt. Hiện tại đã có tàu du lịch cỡ lớn chở hàng trăm du khách chạy dưới lòng thác để có thể nhìn ngắm thác từ bên dưới và thấy hết được độ hùng vĩ của nó. Trong những tháng mùa hè nóng bức thì lượng khách đến đây thường tăng đột biến. Con thác này thường xuất hiện trong các poster quảng bá về du lịch của nước Mỹ. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về thác nước chính của chúng ta, thác Iguazu trên biên giới tự nhiên giữa Brazil và Argentina. Nếu mà cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.